Sáng nay thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đa số các đại biểu nhận định dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp này đã tương đối hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cơ bản khắc phục được hạn chế của dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua. 18 nhóm vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi được đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trong phiên thảo luận sáng nay. Tại quy định về nguyên tắc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đại biểu Nguyễn Đại Thắng tiếp tục đề nghị cần ghi rõ trong luật nguyên tắc khi nhà nước thu hồi đất, cần bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đây là nguyên tắc đã được quy định trong nghị quyết 18 của Trung ương và cần thể chế hóa trong dự thảo luật. Mặc dù các quy định trong dự thảo luật đã thể hiện cụ thể hóa nguyên tắc này, tuy nhiên tôi đề nghị cần quy định rõ trong luật để bảo đảm triển khai thực hiện được nghiêm túc đầy đủ nguyên tắc này trong thực tiễn. Đồng thời tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi khoản 2 điều 91 theo hướng chỉ bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi khi địa phương không có đất cùng mục đích sử dụng. Quy định như trong dự thảo luật sẽ gây khó khăn trong quá trình bồi thường đất và ảnh hưởng tới việc thu hồi đất do nhu cầu của mỗi người là khác nhau và căn cứ vào đâu để được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng như trong quy định tại khoản 2 điều 91 của dự thảo luật. Trong quy định 80 về đất thu hồi vì mục đích quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội công cộng, cần căn cứ điều kiện căn bản là hoàn thành việc phê duyệt hỗ trợ tái định cư và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, nội dung này đã được quy định rạch ròi, cụ thể. Đại biểu cũng đồng tình với những cải tiến trong quy định thu hồi đất, thực hiện dự án thương mại hỗn hợp và kinh doanh thương mại theo dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng ở khu đô thị. Đảm bảo cho cái trường hợp này để thu hồi đất có điều kiện để làm sao là chỉ thu hồi đất nông nghiệp được phục vụ cho dự án khu đô thị mà thôi, còn các dự án khác thì không được, để làm sao để cho đảm bảo cho được cái nguồn tăng cung cái sản lượng của lương thực trong cả nước và tránh cái phòng tình trạng là thu hồi đất là đại trà hoặc là thu hồi đất tùy tiện, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp trong phát triển nông nghiệp rất là lớn. Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo luật đã quy định về quyền chung sử dụng đất và những quyền riêng biệt cụ thể trong những trường hợp riêng. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất được quy định như thế nào thì chưa được làm rõ. Vì vậy, một số ý kiến đề nghị tại Điều 26 dự thảo luật bổ sung thêm một khoản về quyền của người sử dụng đất. Cụ thể, người sử dụng đất có quyền sử dụng vùng trời phía trên bề mặt đất và vùng đất bên dưới bề mặt đó một cách hợp lý cho việc sử dụng hợp pháp của mình theo quy định của chính phủ. Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 và cả năm 2023. Lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm so với quý 3 năm 2023. Trong khi đó, thì lượng tồn kho bất động sản năm 2023 hơn 11.000 căn chung cư và đất nền. Qua số liệu tổng hợp cho thấy, lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm với quý 3 năm 2023. Cụ thể, trong quý 4 có hơn 81.000 giao dịch đất nền, bằng khoảng 89% so với quý 3. Căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 là 27.000 giao dịch, bằng khoảng 92% so với quý 3. Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4 vào khoảng 16.000 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó, chung cư 2.826 căn, nhà ở riêng lẻ 5.173 căn, đất nền 8.316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản, nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4 bằng khoảng 88% so với quý 3. Lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115% so với quý 3 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78% so với quý 3. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Dự án được đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, kết nối thông suốt toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Trơn Thành - Cà Mau, cao tốc Trơn Thành - Rạch Giá, góp phần giảm tải cho quốc lộ 1. Cụ thể, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài gần 27 km, trong đó điểm đầu nối với cầu kênh giữa 1 của tuyến N2 thuộc địa chấn
thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối tại nút giao An Bình, đầu cầu Cao Lãnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m. Dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn này hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc khoảng hơn 4.462 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam khoảng hơn 1.747 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 là 5 năm kể từ ngày hiệp định vay có hiệu lực. Thưa quý vị, giá vàng thế giới hôm nay ngày 15 tháng 1 dự báo sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể thiết lập mức lịch sử mới do xung đột quân sự tại Trung Đông. Điều này khiến cho giá vàng miếng SJC trong nước cũng có khả năng vượt mốc 80 triệu đồng một lượng ngay trong tuần này. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 74 đến 77 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Giá nhẫn tròn trơn loại 1-2-5 chỉ ở mức 62,4 đến 63,5 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào là 62,9 triệu đồng một lượng, bán ra 76,85 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn 63,42 đến 64,52 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Theo khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco, đa số các chuyên gia phân tích kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Việc giá vàng thế giới tăng mạnh từ cuối tuần qua khiến giá vàng miếng SJC cũng tăng liên tiếp, bất chấp trước đó liên tục hạ nhiệt vì thông điệp của Ngân hàng Nhà nước. Chuyên gia trong nước cho rằng nếu không tăng nguồn cung vàng SJC, thời gian tới sẽ tiếp tục chứng kiến những kỷ lục bất ngờ về giá vàng và phá vỡ mốc kỷ lục 80 triệu đồng một lượng vào cuối năm 2023. Giá thịt lợn Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến khi Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán 2024 khá dồi dào. Cụ thể, với sản lượng thịt hơi các loại khoảng 8 triệu tấn tăng 6,38%, sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn tăng 2,3%. Lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết, đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp trang trại vẫn khá ổn định. Tỷ lệ đàn lợn hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn từ nay đến Tết Nguyên đán. Giá thịt lợn ở ba miền Bắc Trung Nam đang dao động quanh mức là từ 48 đến 54.000 đồng một kg. Thịt lợn được bán tại các chợ truyền thống có giá khoảng 100.000 đến 130.000 đồng một kg. Theo Cục Chăn nuôi, dịp Tết Nguyên đán sẽ không thiếu thực phẩm, mức giá có thể tăng nhẹ nhưng không tăng đột biến. Hàng năm thường trước Tết và sau Tết Nguyên đán một tháng, lượng tiêu dùng tăng khoảng từ 10 đến 15%. Nguyên nhân là do sức mua của người dân đã giảm đáng kể từ sau dịch Covid-19. Năm 2023 là năm khó khăn với ngành chăn nuôi heo khi giá heo hơi ở mức thấp, thậm chí dưới giá thành trong thời gian dài khiến người chăn nuôi thua lỗ.